choáng váng trước những món quà độc đáo Tăng Thanh Hà được chồng đại gia tặng trong dịp đặc biệt. Nhiều ông chồng luôn nghĩ rằng mỗi dịp đặc biệt phải tặng cho vợ những món quà hàng hiệu xa xỉ, vợ càng thích. Quà càng đắt tiền, càng thể hiện được tình cảm càng lớn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng, ít nhất là với vợ chồng Tăng Thanh Hà. Từ khi kết hôn với chồng doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà đã rút khỏi làng giải trí, lui về chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh. Thế nhưng, cô càng kính tiếng về cuộc sống hôn nhân bao nhiêu, công chúng lại càng tò mò bấy nhiêu. Những khoảnh khắc nhỏ cô đăng tải lên trang cá nhân là sợi dây duy nhất giúp kết nối với người hâm mộ. Và không ít người rất đỗi bất ngờ trước những lần Ngọc Nữ, điện ảnh Việt Nam khoe quà của chồng tặng nhân những dịp đặc biệt. Chẳng phải đồng hồ, siêu xe hay kim cương hàng hiệu gì, Louis Nguyễn lại tặng vợ những món quà đơn giản tới không ngờ. Món quà gần nhất mà Louis Nguyễn tặng cho vợ nhân dịp kỷ niệm 9 năm yêu nhau không thể đơn giản hơn, một bó hoa hồng. Thiết nghĩ, món quà như thế này bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm được. Còn người giàu có như Louis Nguyễn hẳn phải cầu kỳ và đắt tiền hơn. Nhưng không có hề gì, quà to, quà nhỏ, miễn sao Tăng Thanh Hà thấy hài lòng và thích thú là được. Bằng chứng là cô rất hào hứng chụp lại khoe lên Instagram với người hâm mộ. Đôi khi Louis Nguyễn lại bất ngờ tặng vợ hoa dù chẳng nhân ngày gì. Trước đó, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều người ghen tị khi chia sẻ món quà mà chồng tặng. Đó là một bó hoa rất đẹp với dòng chữ tiếng Anh Keep up the good work, tạm dịch, hãy tiếp tục phát huy. Kèm theo hình ảnh món quà này, Hà Tăng còn đính kèm tên ông xã Louis Nguyễn cùng một trái tim yêu thương. Không rõ nữ diễn viên đã đạt được một thành tích gì đó to lớn hay đây chỉ là cách Louis Nguyễn dùng để khích lệ động viên một nửa của mình. Nhưng dù thế nào, một bó hoa tưởng đơn giản thôi cũng đủ giữ lửa tình yêu sau hôn nhân. Bó hoa hồng dù đơn giản nhưng ít nhất còn có sự lãng mạn. Tới khi Louis Nguyễn tặng vợ bộ nồi nấu bếp nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 mới thật sự gây sốc. Điều này hẳn ai cũng bất ngờ vì món quà này vừa lạ lẫm vừa khô khan. Thế nhưng, theo dõi Tăng Thanh Hà thì mới thấy điều này rất thực tế và chứng minh Louis Nguyễn rất quan tâm tới nhu cầu sở thích của vợ. Tăng Thanh Hà là người thích vào bếp nấu nướng. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô luôn chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ cho gia đình. Vậy nên, dễ hiểu khi Tăng Thanh Hà không tiếc lời ngợi khen cho món quà ý nghĩa này. Cô viết lên trang cá nhân dòng chú thích rất ngọt ngào. My husband knows me so well. Love it. Tạm dịch. Chồng quá hiểu tôi. Yêu nó. Kèm theo đó là hashtag Birthday gift from Happy. Quà sinh nhật của chồng. Tăng Thanh Hà từng ngày bất ngờ khi đăng tải hình ảnh chiếc ghế tựa văn phòng lên trang cá nhân với chú thích. Thank you, Spunky. I love it. So comfortable. Sau đó, cô không quên tag tên chồng và hashtag Top 10 Office Cherry, top 10 sản phẩm ghế văn phòng tốt nhất. Dù chẳng phải món quà đắt đỏ như những đại gia khác thường tặng vợ, nhưng rõ là Tăng Thanh Hà rất thích thú. Người hâm mộ nhận thấy, dù bận rộn nhưng Louis Nguyễn thật sự quan tâm tới từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của vợ. Hiểu cô cần gì, biết cô thích gì, đó mới là điều khiến mọi người ngưỡng mộ hơn cả. Tuy không phải đồ có giá trị lớn, nhưng món quà này lại có ý nghĩa lớn với ba mẹ hai con. Trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nữ diễn viên đã đăng trên story của Instagram một video ngắn được người đẹp chú thích, Happy Fifth. Dù chỉ viết khá ngắn gọn, song những người hâm mộ cô trúc của Bỗng Dưng Muốn Khóc đều biết đây chính là ngày lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Có thể thấy, ông xã Louis Nguyễn đã kỳ công tổ chức một lễ kỷ niệm đầy ngọt ngào và lãng mạn. Trong bữa tiệc ấy có cả nhạc công chơi những bản đàn piano tình tứ du dương, một bó hoa kỷ niệm đặt phía trên cây đàn. Đặc biệt, bên khu vực bể bơi đã được trang hoàng những chùm bóng bay in số 5 rất đẹp và ý nghĩa. Trong một không gian riêng tư và ấm cúng ấy, hẳn đôi vợ chồng trẻ đã có những giây phút hạnh phúc. Trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 của nàng Ngọc Nữ, cô cùng ông xã và bạn bè vui vẻ bên nhau tại một rạp chiếu phim giường nằm sang trọng và đẳng cấp. Bữa tiệc có sự góp mặt của những người bạn thân lâu năm trong làng giải trí của Hà Tăng như stylist Trần Quang Tuyến, diễn viên Thân Thí Hà, ca sĩ Trà My Idol, bà xã của ca sĩ Anh Khoa. Với nhiều người, theo chồng đồng nghĩa với việc bỏ cuộc chơi,
đôi khi rất muốn nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng với Tăng Thanh Hà, cô vẫn được thoải mái gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình. Không chỉ để vợ được thoải mái với những mối quan hệ riêng, Lưu Y Nguyễn còn hòa nhập rất tốt với nhóm bạn của vợ. Có lẽ đó mới chính là điều tuyệt vời nhất. Để kỷ niệm nhiều ngày lễ quan trọng, vợ chồng Hà Tăng đã lựa chọn những chuyến du lịch lãng mạn. Như dịp đầu năm vừa rồi, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đi du lịch New Zealand. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp, ông xã Lưu Y Nguyễn tình tứ khoác vai vợ. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà ôm eo chồng rất chặt. Cả hai cùng diện áo khoác đôi và nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Những bữa tối riêng tư không chỉ dành riêng cho các cặp đôi, mà đối với những cặp vợ chồng càng giúp họ thêm phần gắn kết. Rất nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm, hai vợ chồng Hà Tăng chọn cách thưởng thức những bữa tối ngọt ngào cùng nhau. Đôi khi chẳng nhân dịp gì, hai vợ chồng cũng trốn đi hẹn hò riêng. Hai vợ chồng kỷ niệm ngày cưới tại một quán ăn Nhật Bản. Dịp lễ Valentine, hai vợ chồng Hà Tăng cũng đã ở cạnh nhau và có bữa ăn riêng tư. Điều bất ngờ mà Lưu Y Nguyễn mang đến cho Tăng Thanh Hà không phải giá trị vật chất cao sang, nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm to lớn, đơn giản hóa mọi chuyện và chỉ cần tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực vào mỗi dịp đặc biệt cho bà xã cũng đủ giúp hôn nhân của Hà Tăng, Lưu Y Nguyễn ngày càng bền chặt. Tăng Thanh Hà trải lòng đầy ẩn ý về cuộc sống bí ẩn sau 5 năm mất tích khỏi showbiz Việt. Mới đây trên trang cá nhân Instagram, Tăng Thanh Hà đã gây chú ý khi có những chia sẻ rất chân thật về bản thân. Theo nàng Ngọc Nữ, đây là thời điểm cô rất bận rộn với công việc, khi nửa đêm tỉnh giấc, lỡ dại check mail, xong khỏi ngủ vì việc đè. Có những lúc ước mình làm được nhiều việc hơn cùng một lúc, có những lúc thấy mình lẻ loi dễ sợ, vì có những khi mình trở thành một con quái vật hung dữ ai cũng né tránh. Có những nỗi lo mà chỉ có một mình hiểu, Tăng Thanh Hà viết. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà mới bày tỏ tâm sự của bản thân lên mạng xã hội. Sau gần 6 năm kết hôn với ông xã Louis Nguyễn, do đó chia sẻ này của cô đã mau chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, thông qua những hình ảnh mà Tăng Thanh Hà thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân, đều khiến công chúng nghĩ rằng cô đang có cuộc sống rất thảnh thơi và giản dị. Thế nhưng, chỉ sau tâm sự mà cô đăng tải, số đông khán giả mới hiểu rõ về những mệt mỏi mà Ngọc Nữ chưa hề hé lộ cho mọi người biết. Theo đó, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Dù về làm dâu một gia đình giàu có, nhưng nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc, không hoàn toàn ngồi yên hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Mà ngược lại, cô gần như rút khỏi showbiz và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh riêng ở các lĩnh vực ẩm thực, thời trang. Đến nay, cô đã có trong tay nhiều cửa hàng, tọa lạc ở các vị trí đắt đỏ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dù luôn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thảnh thơi, giản dị, nhưng ít ai biết Tăng Thanh Hà còn bận rộn với công việc kinh doanh nhiều năm nay. Ở cả lĩnh vực thời trang và ẩm thực, Tăng Thanh Hà đều tạo được những thành công nhất định. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng Ngọc Nữ đều dành thời gian cho gia đình, ở bên cạnh ông xã Louis Nguyễn và hai con nhỏ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. So sỉ hình ảnh chưa từng được công bố của Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà và hội bạn thân 11 năm trước. Mới đây, Thùy Trang, bà xã Phạm Anh Khoa đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh thân thiết cùng Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và nhạc sĩ Đức Trí vào 11 năm về trước. Cô nhớ lại khoảng thời gian còn độc thân bên những người bạn. Hội độc thân 11 năm trước, có anh trai duy nhất trong hình là hội trưởng các hội độc thân này. Còn lại ba cô Hà thời điểm đó tham gia bộ phim Nổi Đình Nổi Đám Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tình Yêu Còn Lại và Công Ty Thời Trang. Trong bốn cô gái thân thiết, Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thùy Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà là Bồ Câu, còn chị Đại Thân Thí Hà gọi là Đại Bàng. Ngay sau đó, một người thân thiết của nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng chia sẻ những hình ảnh tụ tập vui vẻ bên nhau. Anh chia sẻ đầy tình cảm, 11 năm rồi, 5 lần cái 11 năm nữa rồi nghỉ chơi nha. 11 năm bên nhau, dù có nhiều cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng, nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành. Sau nhiều năm gắn bó, mỗi người đều đã lập gia đình, trở thành những người thành đạt và bận rộn với những công việc riêng của họ, nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Tình bạn khăng khít hiếm có trong showbiz của hội bạn thân Tăng Thanh Hà nhận được không ít sự ngưỡng mộ từ công chúng.